Chào mừng quý cô chú anh chị, quý khách hàng đã đến với kênh Nhà Vườn Giá Rẻ của em gái miền Tây nhé. Và với những công trình ngày hôm nay, bên em sẽ quay trực tiếp và thực tế. Hiện tại khu vực này là có 4 căn nhà máy Thái. Thì ngày hôm nay em sẽ quay mẫu một căn trong một khu dân cư rất là đông, với một diện tích là ngang 4 dài 15. Nhà mình tất cả một lầu 2 phòng ngủ, sổ hồng riêng, đất ở đô thị, cách quận 8 tầm 20 phút. Khu vực ở đây là dân cư đông đúc, mình sẽ cách từ nhà mình cho đến là ngay ngã ba Tân Kim là chỉ có 500m rồi tới ngay siêu thị điện máy. Và đặc biệt khu này thì được cái là nhà dân rất là nhiều. Cô chú anh chị mình xem thì đến liên hệ đến em để dẫn trực tiếp xem nhà luôn ha. Nhà mình là sổ hồng riêng nha cô chú anh chị ha. Và mình xây dựng là tường riêng và móng riêng luôn. Thì trên tuyến đường mà em dẫn quý anh chị mình cùng xem nhà đó là vị trí ngã ba Tân Kim của khu vực Cần Giuộc, cách chợ quận 8, bến xe buýt Hưng Long chỉ tầm đâu đó là 10 phút thôi. Thì chúng ta sẽ có nguyên một cái dãy nhà pháp lý rõ ràng, nguyên một khu đây rất là nhiều nhà, cô chú anh chị mình cùng xem ha. Và đây là những công trình mà bên chủ đầu tư xây dựng khu vực này có tất cả là 4 căn. Và hiện nay với mức giá tổng của căn nhà này là 2 tỷ 350 triệu, sổ hồng riêng công chứng nhanh trong ngày và được thương lượng trực tiếp chính chủ luôn. Đây là những mẫu nhà mái Thái, tông màu xám, cực kỳ dễ thương, có những khách thì lại vẫn đam mê những mẫu nhà mái Thái này. Với thiết kế rất là sang trọng và chủ đầu tư xây dựng rất là kiên cố. Và em cũng xin mời cô chú anh chị, quý khách hàng cùng em vào bên trong để mình xem nhà, cùng xem hết video và nhớ xem và đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ kênh của bên em, nhà mới được cập nhật liên tục mỗi ngày cô chú anh chị mình nhé. Và những công trình ở bên trong đó thì đang hoàn thiện một căn, thì em cũng quay sơ cho cô chú anh chị mình xem ha. Mời mốt xong rồi em cũng làm một video với căn nhà hướng bên kia. Còn ngày hôm nay thì với căn nhà mà 2 tỷ 350 là căn này. Hiện tại khu này thì còn được 2 căn. Với căn giữa là mẫu có cổng hết rồi. Về mình chỉ làm mái che rồi mình dọn đồ vô ở, xây màu tông xám cực kỳ đẹp luôn. Và có một cái sân để mình đậu xe, được 2-3 chiếc xe Honda. Và nhà được ốp gạch full tới mặt dựng phía trước luôn nè. Có một cái vòi nước cô chú anh chị ha. Cái vòi này để mình rửa xe, có ống luôn nữa là cô chú anh chị. Đó, và căn nhà mình có bậc tam cấp luôn nè. Bên đây là những cái không gian của phòng khách. Không gian phòng khách cũng khá rộng rãi và ốp gạch lên cao 1m6 với những cái mặt dựng cầu thang ha, để mình có thể trưng bày ha, trưng bày những cái rượu quý, bông hoa, trang trí cũng khá đẹp luôn. Và ở dưới đây thì mình có chỗ không gian thoáng để mình nấu ăn. Mình để được bộ bàn ăn 4-5 ghế đây. Tủ bếp thiết kế chữ Y ha, hình chữ Y dài. Tủ bếp trên dưới nè. Và phía sau mình thì có một cái mái che. Và có một cái nhà vệ sinh cũng mát mẻ. Nhà thì em thấy xây dựng thì cao ráo, thoáng mát. Cô chú anh chị mình bước vô xem căn nhà của mình thấy thoải mái lắm luôn. Thì quý khách hàng mà muốn tìm những căn nhà mà theo cái hướng từ quận 8 á, quốc lộ 50, Bình Chánh, cầu Thình, Đa Phước xuống á, thì mình theo cái hướng này là ngã ba Tân Kim nha. Thì căn nhà này cũng là quốc lộ 50, ngã ba Tân Kim, cũng khá là tiện đường để mình di chuyển lên Sài Gòn. Mức giá này là rẻ nhất cái khu vực này rồi ha. Càng mà giáp ranh với Sài Gòn thì giá thường thường càng cao và dân cư đông vui hơn ha. Gần siêu thị, gần trường, gần chợ, 500m là mình tới ngay siêu thị có mắt của ngã ba Tân Kim rồi đó, và ngay cây xăng luôn, cầu Thình luôn. Cô chú anh chị xem mình thấy ok thì mình đến thực tế đi cô chú anh chị. Bên em cũng review chi tiết và chân thật cho cô chú anh chị mình cùng xem. Ở đây là một cái không gian căn phòng của mình nè. Đó, đây mình đã thể làm phòng ngủ nè. Rồi, và chúng ta ở đây mà có cầu thang và trên lầu có 3 phòng. Thì coi như cái này mình để làm 3 phòng ngủ, nhà ở được 6 người. Cũng đông vui á cô chú anh chị. Diện tích tuy nhỏ nhưng mà mình thiết kế nhiều phòng là ok la lắm luôn. Ở đây có một cái nhà vệ sinh để mình dùng chung nữa nè. Đây là được phòng nữa là 3 phòng ha. Tất cả có 3 phòng. Rồi, căn nhà đều có đường ống máy lạnh lắp sẵn ở bên trong á.
nên khi mình về thì cũng khá là tiện luôn. Thì căn nhà này còn thương lượng trực tiếp bên chính chủ, giá tổng 2.350 sổ hồng riêng, đất ở đô thị pháp lý rõ ràng, công chứng trong ngày, không bị quy hoạch giải tỏa, bên em bán nhà pháp lý uy tín. Chính chủ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành chút thời gian để xem nhà. Chúc quý cô chú anh chị sớm mua được nhà và nhớ ủng hộ kênh của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình nha.